Xin chào mọi người, hôm nay chúng ta sẽ nghe đến tập 318 của bộ truyện Phạm Nhân Tu Tiên á Cái phần đầu của tập truyện này thì lát đọc ngay cái hôm mà lát bị sốt Lúc đó thì chưa có khàn tiếng mấy nhưng mà hơi mệt thôi Còn cái đoạn sau là lát đọc cái lúc lát hơi bị khàn tiếng là đang hiện tại nè Mà ngày hôm nay phu nhân của lát nhập viện rồi Vì vậy mà hôm nay lát về tranh thủ đọc một chút xíu nữa để cho mọi người xem đỡ nha Rồi tạm thời đợi lát 2-3 hôm nữa nha Rồi chúc mọi người nghe truyện vui vẻ nếu không có ai trả giá nữa Thì nên tuyên bố đoạn huyết mộc này đã có chủ Ánh mắt thiên khuê lăng vương hướng trên đài lạnh lùng nói Không hề cảm tình mở miệng ra Thanh âm không lớn Nhưng mọi người ở đây đều nghe rành mạch Bạch bào lão giả nghe lời ấy Trong lòng có chút phát lạnh Tâm tư thì muốn kéo dài thêm để đẩy giá tăng lên Lúc này cười to một tiếng rồi nói Đoạn khấp linh huyết mộng đã được trả giá là 500.000 vạn linh thạch lão phù đến ba tiếng nữa mà không có ai tiếp tục đấu giá thì nó thuộc sở hữu của thiên khuê tiền bối nha năm trăm ngàn vạn linh thạch lần thứ nhất tạo ra giá sáu trăm ngàn vạn linh thạch thiên nhãn tử vừa mới hô to một tiếng trên tầng ba truyền ra một thanh âm già nua dị thường khiến cho đại điện lại xung sao một trận sáu 200 hai trăm vạn linh thạch thiên khuê lan dương không chút biểu tình nói sáu 500 năm trăm vạn linh thạch Thanh âm già nua không một chút do dự theo sát giá. Lần này Hắc Lan hóa thân Thiên Khuê Lăng Vương không vội ra giá, ngược lại trong mắt chợt lóe hàn quang lạnh như băng rồi nói: "Động Thiên, ngươi muốn tranh đoạt huyết mộc này với bổn Dương sao? Xem ra lần trước ăn một thiên lang trảo của bổn Dương Tựa hồ ngươi đã quên rồi." Ha, chỉ là một thiên lang trảo thì làm gì đủ ta chứ? tư chữ Động Thiên thoảng của tại hạ chắc ngươi ném khẩu sở không nhỏ rồi ha." Thanh âm già nua hừ một tiếng, không chút khách khí trả lời: Chủ nhân của thanh âm này đúng là Động Thiên Thử Vương thần bí nhất trong bảy đại yêu vương. Nghe ra tựa hồ còn từng giao thủ với Thiên Khuê Lăng Vương. Tự dưng nghe một phen bí ẩn, các tu sĩ đều cảm thấy bất ngờ, cũng xì xào bàn tán một trận. Cảm giác sâu sắc không khí đấu giá đại hội ngày càng thần bí khó lường. Trong mắt Hắc Lan hóa thân, lóe lên lục quang, mở miệng trả lời. Sáu ngàn năm trăm vạn, đây cũng là giá hợp lý của đoạn huyết mộc này. Tại hạ đành nhường Động Thiên Đạo Hữu vậy? chỉ không biết đạo hữu tiêu phí nhiều linh thạch như vậy Vậy sao còn có thể tranh những bảo vật khác nữa chăng Nói xong lời này Hát Lan hóa thân nhắm hai mắt lại không hề ra giá nữa Động thiên thử vương nghe lời ấy như nghĩ tới thứ gì Cũng hư một tiếng không có mở miệng Những tu sĩ hợp thể kỳ khác Cũng không muốn vì huyết mộc này mà gây ân oán với hai đại yêu vương Hay là đang chờ mong một bảo vật nào đó Cũng không lên tiếng trả giá nữa Lúc này đây thiên nhãn tử liên tiếp kêu hai lần đang muốn quyết định huyết mộc có chủ thì vào lúc này hàng lập đang tĩnh tọa trong phòng đột nhiên ngón tay nhẹ nhàng hướng bàn pháp ở trước người khẽ động như thời giá cả biểu thị ở quần sáng trên đài cao từ sáu nghìn năm trăm vạn biến thành sáu nghìn vạn sáu nghìn bảy trăm vạn lần thứ nhất giá cả chợt biến hóa thiên nhãn tử có chút trở tay không kịp vội vàng há miệng hô lên đám người trong đại điện lại trở nên giật mình không biết rốt cuộc là tồn tại cao giai nào lại muốn tranh đoạt khắp linh huyết mộc với động thiên tử vương mà đến giờ còn chưa nghe người này mở miệng không biết là thần thánh phương nào nhưng ngẫm lại đây để giữ bí mật trên đấu giá đại hội chuyện ngoài dự đoán lại tiếp tục xảy ra động thiên tử vương không trả giá thêm lại đem khắp linh huyết mộc nhẹ nhàng tặng cho hàng lập có lẽ sáu ngàn bảy trăm vạn linh thạch đích xác đã vượt qua trên giá trị của khắp linh huyết mộc liên tiếp kêu ba lượt không còn người thứ hai tranh đoạt khắp linh huyết mộng chính thức rơi vào tay của hàng lập hàng lập gặp tình cảnh này cũng rất kinh ngạc nghe vừa rồi nghe lời của hóa thân thiên quê lăng vương tựa hồ lần này tham gia đấu giá đại hội này tam hoàng thất vương cùng một số tồn tại hợp thể kỳ đều nhận được tin tức nào đó dường như đấu giá hội còn có một kiện áp trục vật phẩm cho nên ngay cả huyết mộc có quý hiếm nhưng tự nhiên trở nên như gân gà vậy đối với bọn họ mà nói rõ ràng là lưu lại cái linh thạch để sau này cạnh tranh cái áp trục vật phẩm kia mới là cử chỉ sáng suốt Đúng lúc này, Hàng Lập âm thầm cân nhắc thì khắp linh huyết mộc được một đội vệ sĩ thủ hộ đưa đến trong phòng. Hàng Lập trả linh thạch, sau đó đám vệ sĩ rời đi. Hắn cẩn thận kiểm tra huyết mộc một lần, bỏ vào một cái hộp trống trong trạc thủ vật, khóe miệng không khỏi nhếch lên cười khổ. Tuy rằng thu được cái huyết mộc, nhưng linh thạch trên người đã mất non nữa. Về sau có xuất hiện áp trục đồ vật, phóng chừng không có năng lực tranh đoạt cùng người nữa. Bất quá Hàng Lập không có hối hận, các loại tài liệu cùng bảo vật ở trên người hắn đã có vô số, cơ hội gặp được bảo vật cỡ như khắp linh huyết mộc không nhiều cho dù về sau xuất hiện thứ hữu dụng với hợp thể tu sĩ phỏng chừng cũng bị tu sĩ khác như hổ rình mồi tam hoàng yêu vương bá chủ nhất phương về linh thạch thì tự nhiên hắn không thể so sánh huống hồ trọng tâm của hắn đã đặt ở trên tài liệu yêu thú chờ mong ở khắc vực trao đổi hội chính thức về sau cho nên hàng lập đem thân dựa vào lưng ghế nhắm hai mắt lặng lặng nghe bạch bào lão giả giới thiệu từng kiện đấu giá phẩm thần sắc thủy chung vẫn bình tĩnh như thường do đây là cái đấu giá đại hội lưỡng tộc ngàn năm diễn ra một lần nên phía sau liên tiếp xuất hiện vài món áp trục bảo vật bất phàm mỗi một kiện đều là tài liệu mà tu sĩ bình thường không thể nào với tới được bớt quá nhân vật này không cần thiết với hàng lập sau khi tất cả áp trục vật phẩm được bán đấu giá xong thiên nhãn tử lập tức gọi một đám thị nữ đi lên bắt đầu bán đấu giá rất nhiều linh dược tài liệu linh đan hiếm có mà không thể thấy ở hội đấu giá bình thường mấy thứ này tự nhiên càng không lọt vào pháp nhãn của hàng lập đến lúc xuất hiện vài loại linh hoa linh thảo do linh tộc nhân tài đào tạo ra hàng lập mới có vài phần động tâm nhưng khi nghe nói qua là mấy cái loại linh dược này là dùng linh nguyên chi lực của linh tộc tỉ mỹ bồi dưỡng mới có thể sinh trưởng thành thục thì tâm tư này của hắn liền tắt những linh dược này có dược hiệu kinh người nghe đồn còn có một số là thánh dược trong truyền thuyết nhưng chắc chắn là không thể sử dụng cái bình nhỏ thần bí kia để thúc giục được đối với hắn mà nói linh dược này đẳng cấp không cách nào đề cao được nữa cho dù trân quý cũng không có tác dụng quá lớn. Sau khi đấu giá linh dược, linh đan lại đến một lượng lớn pháp quyết công pháp, pháp khí bảo vật liên tiếp được lấy ra. Những cái đồ vật này thích hợp cho tồn tại hóa thần cùng luyện hư, vừa mới lấy ra lập tức làm cho buổi đấu giá phi thường náo nhiệt. Cơ hồ mỗi một vật đều bị hàng trăm tồn tại hai tộc cùng tranh đoạt. Ở trong đó lại một lần nữa xen kẽ một vài món áp trục bảo vật, trong đó gồm hơn 10 bình hút nhật đan có thể tinh tiến pháp lực cho hợp thể tu sĩ cùng với một số khối ngọc giảng ghi lại công pháp truyền thừa của một vị hợp thể tu sĩ nổi danh vài ngàn năm trước, ngoài ra còn có hai kiện pháp bảo cấp linh bảo. Những cái đồ vật này tự nhiên làm cho cả buổi đấu giá lên cao trào, nhưng cho tới bây giờ, một số hợp thể kỳ tồn tại ở trên tầng 3 vẫn chưa tranh đoạt, ngẫu nhiên chỉ có một người xuất thủ. Tựa như phần lớn mọi người đang nghỉ ngơi dưỡng sức để đang đợi cái điều gì. Cuối cùng là một chiến ngẫu khổng lồ thân cao 10 trượng, bị một nhân vật thần bí vô danh một hơi dùng mấy ngàn vạn linh thạch đem đi. Trường đấu giá hội đã tới hội gây cấn nhất. Lúc này thiên nhãn tử mỉm cười ôm quyền hướng mọi người rồi nói. Vật phẩm môn đấu giá cuối cùng là hai kiện bảo vật trần quý nhất của bổn tràng đấu giá đại hội. Tiểu lão nhi năng lực có hạn, không thể chủ trì sự tình. Cho nên do ly hỏa giao dương tiền bối cùng chủ nhân của bảo vật, một vị thần bí khách nhân đến từ dị tộc, tự mình phụ trách giải thích cùng bán đấu giá nha nói xong lời này bạch bào lão giả hướng bốn phía chắp tay lần nữa quan sát phản ứng của mọi người dưới đài trong đại điện có không ít kẻ đã nghe nói sẽ có vị tộc nhân xuất hiện ở buổi đấu giá giờ phút này nghe vậy không khỏi xôn xao một trận khác thường dù sao quan hệ của nhân yêu lưỡng tộc cùng vị tộc chung quanh vốn không mấy hòa thuận thậm chí mấy trăm năm trước mới chấm dứt một hồi đại chiến cùng dạ xoa tộc cùng một số vị tộc khác bất quá khi ly hỏa giàu vương thân vận hồng sắc trường bào cùng một hoàng bào nữ tử đi lên đài mọi người lập tức ngừng bàn tán. Vù một chút, ánh mắt mọi người toàn bộ tập trung trên thân ảnh thước tha đang đứng sống vai cùng ly hỏa dâu vương. Chỉ thấy hoàng bào nữ tử này có khuôn mặt tròn trịa, làn da mềm mại, nhìn qua bộ dáng chỉ 17-18 tuổi, vẻ mặt ngọt ngào tươi cười, khiến cho người ta vừa thấy không khỏi sinh ra hảo cảm. Thiếu nữ dị tộc này cũng khiến cho không ít người trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Chỉ có người tu luyện bí thuật thần niệm độc đáo mới có thể dùng thần niệm đảo qua thân thể nữ tử, mơ hồ cảm thấy khí tức đối phương có chút khác thường so với nhân tộc. Hàng lập căn bản không dùng thần niệm, hai mắt đang nhắm chật mở ra, trong mắt chợt lóe lam quang liền phát hiện ra chỗ kỳ lạ trên người của hoàng bào nữ tử. Dị sắc trên mặt chợt lóe lên, liền lập tức khôi phục lại như thường. Lúc này ly hỏa giao vương đứng ở bên cạnh hoàng bào nữ tử mở miệng. Bốn dương thì không cần phải tự giới thiệu rồi, về phần dị thiên thu thánh nữ khí linh tộc này, hẳn không ít người ở đây nghe nói qua đại danh của nàng rồi, lúc này bán đấu giá hai kiện áp trục bảo vật cuối cùng Đường thiên thu đạo hữu không quản xa và hăng dặm từ khí linh tộc mang đến đó thanh âm ly hỏa giao vương có chút khàn khàn nhưng tràn ngập sự uy nghiêm không nói thành lời hoàng bao nữ tử chỉnh đốn trang phục thi lễ rồi phát ra thanh âm dễ nghe thiếp thân là thiên thu hiện là thánh nữ ở khí linh tộc ra mắt chưa gì đạo hữu mặt ngọc tươi cười nhưng thần thái không kiêu ngạo cũng không xiểm nịnh bộ dáng không chút như thân đang ở nơi dị tộc Thiên thù thánh nữ, khí linh tộc Không phải là một trong tứ đại thánh linh của khí linh tộc sao Là tồn tại ngang cấp hợp thể tu sĩ hả Không ngờ lại đồng dĩ tộc thế đấu gia hậu lại là sự thật đó nha Khi ly hỏa dâu vương cùng hoàng bào nữ tử vừa dứt lời Lập tức cả đại điện lại lần nữa có chút anh động Thiên thu thánh nữ khí linh tộc thấy thế Nhưng vẻ mặt vẫn tự nhiên Không lộ ra chút khác thường nào Còn ly hỏa dâu vương nhướng mày Đột nhiên sắc mặt trầm xuống khẽ quát một tiếng Tất cả yên lặng một chút Thiên thu đạo hữu hội ở chỗ này là đã được tam hàng cùng bảy đại yêu dương chúng ta cũng đồng ý Về phần lý do thì sau khi đại hội kết thúc ta sẽ cho một người một công đạo Mà lúc này đây, thiên thu đạo hữu mang trọng bảo cũng là đại biểu một phần thành ý đối với hai tộc chúng ta Linh thạch thu được sau khi bán đấu giá, trực tiếp tặng cho hai tộc chúng ta Vừa nghe Ly Hỏa Giao Vương nói, nhưng yêu hai tộc dưới đại im lặng không ít Không ít người tự cân nhắc ý tứ ở trong lời nói này Hoàng bào nữ tử lại mỉm cười Ngọc thủ trong vừa chuyển hai cái vòng tròn màu vàng bạc lồng vào nhau cuối cùng biến thành một khối ngọc giản màu trắng hiện ra trong tay tiếp theo nàng này mới nói kiên bảo vật thứ nhất là dạng xăm luân bàn là thông thiên linh bảo có tên trên dạng linh bản nguyên là một trong trấn tộc chi bảo của khí linh tộc chúng ta lần này để bày tỏ chân ý của khí linh tộc chúng ta mới đem vật này tới đây bán đấu giá luận bàn này được xưng có thể biến ảo ra dạng vật thế gian có thể thi triển 9981 loại huyễn thuật khác nhau nếu là pháp lực đủ có thể đem 81 loại huyễn thuật trùng trùng điệp điệp cùng phát ra ngay cả hợp thể tu sĩ nếu mà thân ở trong đó cũng rất khó thoát có điều pháp bàn tuy lợi hại nhưng cũng khá mạo hiểm sẽ đem một thân pháp lực của tồn tại hợp thể kỳ hút đi hơn phân nữa lát nữa mà có đạo hữu nào mua được thì phải cẩn thận một chút nha vì phần cái bảo vật thứ hai là khí linh tộc chúng ta ở một vị tộc khác trả giá không nhỏ mua được một bức giả cấu tạo kinh thiên chiến thuyền thời thượng cổ thuyền này chở được hơn ngàn người cũng có thể minh ấn một số pháp trận cực kỳ lợi hại vô luận công kích hay phòng ngự đều không chê vào đâu được tốc độ phi động nhanh vô cùng có thể để dùng bảo mạng ở thời khắc máu chốt là bảo vật tuyệt hảo đó thiên thu thánh nữ nói xong lời cuối cùng thì thẳng nhiên cười nhưng thần sắc có chút động sau đó ngón tay cầm luân bàn chợt lóe linh quang đem một bộ phận pháp lực quán chú vào trong cánh tay này khẽ vung lên nhất thời một mảnh hào quang phấn hồng từ trên kim ngân luân bàn cuồn cuộn mà ra bắn thẳng xuống dưới đài đám nhân yêu lưỡng tộc cả kinh không ít người chợt lóe lên quan toàn thân hiện ra một tầng phòng ngự nhưng ngay sau đó bọn họ liền cảm thấy một mùi hương hoa xông vào mũi tiếp theo đột nhiên phát hiện phấn hồng hào quang cuốn qua đại điện sáng ngời một hồi ở bốn phía đều hiện ra kỳ hoa đủ mọi màu sắc cỡ nắm tay kỳ hương lan tỏa từng góc đại điện nhưng một số người pháp lực tinh thuần lập tức phát hiện hết thảy đây chỉ là một huyễn thuật mà thôi trong miệng tự nhiên than thở sợ hãi một trận Do ta chưa tế luyện qua dạng xăm luân bàn Nên chỉ có thể phát huy được một hai phần uy năng chân chính của nó thôi Hơn nữa huyễn thuật vừa rồi chỉ là 181 loại Hơn nữa là loại tầm thường nhất Lời của hoàng bào nữ tử khiến cho mấy hợp thể tu sĩ ở trên tầng 3 Cũng có chút rúng động Về phần kinh thiên chiến thuyền Mười mấy dạng năm trước Nó là đỉnh gia chiến thuyền của thiết lạc tộc Từng hoành hành một thời ở thiên nguyên đại lục Có thể trực tiếp đem chiến lực hơn ngàn người Bạo tăng hơn mấy lần mang theo môn nhân đệ tử tiến thối trong một số kiếp nạn. Đáng tiếc là muốn chế tạo nó thì hao phí quý hiếm tài nguyên rất nhiều, thực sự là không có khả năng sản xuất ra quy mô lớn được. Nếu không với bức họa đồ này có thể trực tiếp tăng thực lực bộ tộc của chúng ta. Thiên thu thánh nữ khí linh tộc cười dài rồi nói rõ ràng ra. Thiên thu đạo hữu đã đem lại lịch công hiệu của hai kiện vật phẩm giới thiệu xong. Ui năng dạng xâm pháp bằng mọi người đã thưởng lãm một phần rồi về phần bức vẽ cấu tạo kình thiên chiến thuyền bổn dương đã tìm một người chuyên môn giám định qua tuyệt đối không giả tại hạ biết rằng rất nhiều đạo hữu tới đây hơn phân nửa là vì sơ đồ kình thiên chiến thuyền bất quá ta xin thuyên một câu chiến thuyền này uy năng thật lớn nhưng sản xuất nó cần hao phí lượng tài nguyên to lớn vượt xa người tưởng tượng một số đạo hữu gia thân không dày tốt nhất là đừng có chú ý đến nó để tránh tiêu hào món tiền khổng lồ mua được cái bản vẽ lại dẫn vô lực luyện chế ra cái chiến thuyền này được rồi Hiện tại bắt đầu bán đấu giá dạng xăm lương bằng Giá quy định là 8.000 dạng linh thạch Ly hỏa giao vương ở một bên thản nhiên tuyên bố vài câu Bắt đầu bán đấu giá linh bảo trên hỗn độn vạn linh bản Không biết là bao nhiêu tu sĩ hóa thần luyện hư ở đây Còn chưa thấy qua bộ dáng của thông thiên linh bảo ra sao Giá quy định 8.000 vạn linh thạch Khiến cho đại đa số tồn tại tầng 1 tầng 2 há hốc mồm Biết bảo vật này khẳng định sẽ rơi vào trong tay hợp thể kỳ lão quái vật trên tầng 3 Nên không lãng phí khí lực tranh đoạt làm gì Nhất thời trong các phòng nhỏ tầng 3 vẫn yên tĩnh dị thường, không ai mở miệng trả giá trước cả. Chốc lát sau, vô số đạo động quang cũng từng chiếc thú xa phi chu từ trong biển mây bay vọt lên không, bắn nhanh về hướng bốn phương tám hướng mà đi. Trong đó có một đạo thanh hồng thoạt nhìn không chút thu hút, chớp động mấy cái rồi tiêu thức vô tung vô ảnh quanh vùng phi tiên phong. Trong thanh quang, vẻ mặt của hàng lập trầm ngâm. Tại phía sau của hắn, hải đại thiếu cùng khí linh tử thành thành thật thật mà đứng, Vừa rồi bán đấu giá hai kiện bảo vật sau cùng, sự tình diễn ra cực kỳ đặc sắc. Trải qua sự tranh đoạt của hơn 10 hợp thể tu sĩ, vạn sâm la bàn rơi vào tay của Hắc Phượng Vương Tiêu Quán. Về phần bản vẽ kinh thiên chiến thuyền của Thiết Lạc Tộc thì rơi vào trong tay của Lũng Gia, được xưng là chân linh đệ nhất thế gia. Vừa nghĩ đến Lũng Gia, Hàng Lập không khỏi nheo hai mắt lại, trong đầu nhất thời hiện lên một gã trung niên tu sĩ mặt vàng nhạt. Vì Lũng Gia lão tổ trực tiếp tiến lên đại giao dịch bản vẽ chiến thuyền không ngờ là một tu sĩ hợp thể hậu kỳ đại thành không chỉ một thân pháp lực sâu không lường được mà quanh thân còn ẩn hiện những luồng khí tức cực hàn băng lãnh xa xa liếc mắt một cái khiến cho người ta sinh ra cảm giác mất hết hồn vía lũng gia lão tổ này một thân tu vi tựa hồ không kém tam hoàng cùng bảy đại yêu vương trách không được mà lũng gia được xưng là chân linh đệ nhất thế gia ổn cư có thể đấu giá đạt được bản vẽ chiến thuyền vượt qua thiên nguyên thánh hoàng cùng đám nhân yêu lưỡng tộc tối đỉnh giai tồn tại có thể thấy được tài lực của lũng gia vượt xa hơn những thế lực này một chút vừa nghĩ tới mình đã đắc tội thế lực này hàng lập bất giác có chút đau đầu cũng may là lúc trước thông qua tiếp xúc cùng với cốc gia và diệp gia hắn đã biết rõ lũng gia quan hệ tương hòa với các chân linh thế gia khác mà bây giờ hắn đã có liên hệ với hai nhà này hắn thân là hợp thể kỳ tu sĩ thật không quá e ngại đối phương lẽ nào lũng gia lão tổ dám mang theo khách khanh trưởng lão của lũng gia liên can vây công mình hắn sao trong lòng hàng lập nghĩ như thế lo lắng cũng giảm bớt rất nhiều đúng lúc này bỗng nhiên từ hướng phía sau hắn mơ hồ truyền đến một âm thanh có chút quen tai hàng đạo hữu xin chạm bước thần sắc hàng lập khẽ động đụng quang màu xanh vụt tắt rồi ngưng lại quay người về phía sau chắp tay ta còn tưởng là ai thì ra là dạng cốt đạo huynh không biết vừa rồi tại đấu giá hội huynh có thu hoạch nhiều không vậy tại ngoài mấy trăm trượng một đám mây xám nhanh vô cùng bay vụt đến đứng trên mây là một lão đạo chính là vạn cúc chân nhân bạch cúc môn tại hạ cũng thu được vài món không tồi nhưng hai kiện bảo vật sau cùng chỉ có thể nhìn mà không chạm tới được lão đạo khống chế đám mây xám chỉ khoảng nửa nhịp hô hấp đã tới trước mặt của hàng lập nghe vậy không khỏi cười khổ một tiếng <laughs> những lời này của chân nhân rất giống ta đó bất luận là dạng sâm luân bàn hay là bản vẽ kình thiên chiến thuyền không phải là để tán tu chi sĩ như chúng ta có thể thu được đặc biệt là cái bảo vật sau á vốn nóng vô cùng đến phỏng tay đó nha Hàng Lập cũng cười khẽ một tiếng. <laughs> Ta sẽ biết Hàng Huynh là người thông minh mà, không giống một số lão gia quả qua năm mấy quan tu luyện đến ngày ngốc, mắt lại trong mông đi dành cái thứ đồ dương tay đó. Lão đạo nghe vậy cười ha hả. Bước qua chân nhân gọi tại hạ, hẳn là có chuyện quan trọng gì sao? Hàng Lập nhấp nháy mắt, mỉm cười rồi hỏi. Cái này là đương nhiên rồi, hàng đạo hữu cũng biết đó, hắc dược đại hội đã quyết định ba ngày sau sẽ cử hành, bần đạo thu được tin tức này cũng thuận tiện lấy một khối khiên dẫn lệnh cho đạo hữu đến lúc đó hàng đạo hữu cầm lấy cái vật này là có thể trực tiếp tham gia trao đổi hội không cần thông qua nơi khác để lấy lệnh kia cho nó cực nụ cười trên mặt vạn cốt chân nhân nhạt dần móc từ trong tay áo ra một cái đồ vật tiếp theo cổ tay áo rung lên để đem nó trực tiếp bay vút qua đây hàng lập bất động thanh sắc tiếp lấy cúi đầu liếc mắt chỉ thấy là một lệnh bài hình tam giác đen nhánh Mặt trên ở phía ngoài, ngoài trừ một số hoa văn đơn giản ra thì không có thêm dấu hiệu gì nữa. Trông có vẻ tầm thường như một khối thiết phiến màu đen mà thôi. Đây là khiên dẫn lệnh đó hả? Trong mắt của Hàng Lập hiện lên một tia hồ nghi. Đạo hữu không cần hồ nghi cái vật này đâu. Khiên dẫn lệnh tại hắc vực đại hội lần trước chỉ là một cây mọc côn gì đó thôi. Tuy không biết người chủ trị trao đổi hội làm sao mà được. Nhưng mà mấy cái thứ này đích thực là tính vật duy nhất tiến nhập vào hắc vực kia. Còn vậy thôi chứ hạng đậu hữu ngàn dặn lần đừng có xem thường nó đó Giang cốt chân nhân căng dặn Thì ra là vậy Đậu hữu thực lực có nhã ý mà Hàng mẫu đa tạ chân nhân tặng linh bài nha Hằng lập cảm thấy có chút ngoài ý muốn Lập tức hướng cái lão đạo khách khí cảm tạ <laughs> Chỉ là việc nhỏ thôi mà Có gì mà nói đến chứ Nói thật nha Bản lĩnh khác ở trong các đồng đạo cùng giai thì bằng đạo không có Nhưng một số tin tức vẫn có chút tinh thông không biết hàng đạo hữu đã nghe nói qua Nhân yêu lưỡng tộc chúng ta Tại nghìn năm tới khả năng phải gánh thêm một trận kiếp nạn không nhỏ Chúng ta giống không thể Không đếm sẽ đến cho được Dạng Cúc chân nhân nói vẻ mặt bỗng nhiên ngương trọng Kiếp nạn chân nhân nói chẳng lẽ là ma kiếp hả Hàng lập thường sắc khẽ động Chậm rãi trả lời Quả nhiên đạo hữu biết rõ việc này Không biết ở về phương diện tin tức này Hàng đạo hữu đã biết bao nhiêu vậy Dạng Cúc chân nhân không có vẻ ngoài ý muốn trải qua một phen giao lưu trước dạng bảo đại hội, bây giờ hợp thể tồn tại không biết tin tức về ma kiếp sợ rằng không còn mấy ai. Bằng không tại đấu giá hội, sẽ không có nhiều người bất chấp liều mạng tranh đoạt bản vẽ kinh thiên chiến thuyền, dĩ nhiên là muốn gấp rút phòng ngừa chu đáo trước khi ma kiếp hàng lâm. Tuy không nhiều, nhưng rõ ràng là ma kiếp lần này vô cùng hung mãnh, không dễ vượt qua được. Khóe miệng của hàng lập co một cái, thở dài một hơi rồi nói. Đường nào đạo hữu biết chính xác một số bí ẩn luôn à, cũng tốt, Bần đạo cũng nói thẳng luôn sau hắc vực trao đổi hội hàng đạo hữu có hứng thú theo bằng đạo đi tụ hội cùng một số tán thu đồng đạo không vậy hảo hảo trao đổi một lần tính xem mà tăng tụ chúng ta làm sao đối bệnh yên dưỡng qua ma kiếp lần này lần này vạn cúc chân nhân lộ ra vẻ ngạc nhiên nói ra mục đích chân chính tán tu đều là người trong nhân tộc chúng ta hả hàng lập nghe xong sắc mặt đại biến nhưng nghĩ một chút thì bỗng nhiên hỏi Ờ, tán tù hợp thể nhân tộc chúng ta giống không có mấy người Có gì mà trao đổi chứ Không giấu đậu hữu nha Lần này các đồng đạo yêu tộc phải chiếm đa số Vạn cốt chân nhân đầu tiên là ứng ra Rồi biện giải nói Chân nhân không cần giải thích đâu Ta với yêu tộc cũng không có thành kiến gì Chỉ là muốn xem xét tình huống mà thôi Đã có người bên yêu tộc tham gia thì cũng đáng đi một chuyến rồi Chờ sau khi kết thúc khắc dược trao đổi hội Thì ta sẽ theo đạo hữu một lần vậy cũng không biết là hàng lập cân nhắc như thế nào nhanh chóng đáp ứng Đạo hữu quyết định rồi tuyệt đối là sáng suốt đó nha Lão đạo thấy cái sự tình thuận lợi Không khỏi mừng rỡ Kế tiếp hai người nói thêm vài câu Vạn cúc chân nhân cáo tự đi trước một bước Chỉ thấy mây xám dưới chân lão quay cuồng một trận Hóa thành một quần sáng mờ bay đi Trong khoảng khắc không còn tung tích gì nữa Hàng lập nhìn động quan của lão đạo thiêu thức Ánh mắt chớp động không thôi à, Sư Tông à Chúng ta có nên trở về không vậy Khi linh tử thấy hàng lập bất động hơi lâu Nhịn không được rồi hỏi khí linh tử nguyệt thiên các người chưa dội hay vậy nghe các người giúp vị sư tìm kiếm một người cái đã đối phương là một nữ tử yêu tộc hàng lập không quay đầu rồi nói dạ sư, sư công. Tông. khí linh tử cùng hải đại thiếu có chút ngoài ý muốn nhưng không chút do dự đáp ứng đây là tính vật phương pháp liên hệ cụ thể đó các người hãy nghe cho tỉ mỉ nè hàng lập khẽ đảo bàn tay đem nửa miếng ngọc bài ném ra môi khẽ động đem ngôn ngữ truyền âm qua hai gã đệ tử tự nhiên ngưng thần lắng nghe trong miệng đáp ứng không ngừng được rồi, không còn gì nữa rồi Các người tìm được người thì trở về bấm báo cho ta hay Hàng lập vừa nói xong tay áo khẽ rung lên Thanh quan đang lơ lửng lập tức chia ra non nửa phần Đem hải đại thiếu cùng khí linh tử cuốn hạ xuống mặt đất Bản thân hắn thì lại lần nữa hóa thành một đạo thanh hồng Bay thẳng về nơi ở Hàng lập trở lại ngân tiên cung Chưa vội tiến nhập vào mật thất tiếp tục tu luyện Mà là ngồi ở chủ tọa đại điện Đem khắp linh huyết mộc lấy ra Ở trong tay nhẹ nhàng thưởng thức Trên mặt lộ ra vẻ cân nhắc danh tiếng của hóa kiếp khôi lỗi tại nhân tộc không nhỏ nhưng bởi vậy nên phương pháp luyện chế không phải là độc môn bí thuật trong đông đảo phường thị đều có bán năm đó hắn sưu tập các loại điển tịch đã nhớ kỹ phương pháp luyện chế khôi lỗi này bây giờ vừa lúc phát huy công dụng điều phiền phức là trong thời gian luyện chế hóa kiếp khôi lỗi còn phải tiêu hao một lượng lớn máu huyết ngâm thấm thêm nữa khi đó luyện chế thành công thì cách một đoạn thời gian cần dùng máu huyết bồi dưỡng bằng không sẽ mất đi hiệu dụng hóa kiếp vốn có Đương nhiên máu huyết tổn thất so với hiệu dụng hóa kiếp thay thế kiếp nạn của bản thân thì không tính là cái gì cả. Trong lòng hắn bắt đầu tính toán, luyện chế còn cần những tài liệu phụ trợ gì. Kết quả tâm niệm chuyển động một hồi, thì trên mặt lộ ra một tia mừng rỡ. Không ngờ tài liệu luyện chế hóa kiếp khôi lỗi đều đã thu thập đủ ở trong tay. Cái này cũng là thời gian trước hắn thu được phong phú các loại tài liệu, mới có thể đúng dịp như thế. Trong lòng hắn lập định ra thời gian gần nhất để luyện chế linh quang trong tay chợt lóe, huyết mộc liền tiêu thất không thấy. Tiếp theo hắn nhắm hai mắt lại, cân nhắc từng bước, tránh khi đang luyện chế thì xuất hiện sai lầm. Một ngày một đêm trôi qua, sáng sớm hôm sau, rút cuộc Hải Đại thiếu từ bên ngoài quay trở về đại điện, nhưng vừa thấy Hàn Lập thì nóng vội hét lớn. Sư tổ mà không tốt rồi, ừ, khí linh tử sư đại đã xảy ra chuyện rồi. Không cần quá kinh hoảng vậy đâu, đã xảy ra chuyện gì vậy? Từ từ nói tỉ mỉ cho di sư. Hàn Lập mở hai mắt ra, hiện ra một tia kinh ngạc trong dạng bảo đại hội tuy hỗn tạp nhưng yêu lưỡng tộc nhưng sự tình bất ổn xảy ra trước mắt bao người thì vô cùng hiếm thấy sư phụ à con cùng sư đệ tìm được một vị yêu tộc tiền bối mà người muốn tìm nhưng khi hai người bọn ta trên đường trở về qua một chỗ hẻo lánh thì đột nhiên gặp một phụ nhân phụ nhân kia chỉ là quan sát khí linh tử sư đệ hai lần đột nhiên xử ra một trận quái phong đem sư đệ cứu thế mà bắt đi luôn hải đại thiếu thấy bộ dáng trấn định của hàng lập thì trong lòng có hơi trầm tĩnh một chút cũng cung kính mở miệng Phụ nhân kia hình dáng ra sao vậy? Có điểm gì đặc biệt chăng? Lần này Hàng Lập có chút ngoài ý muốn, Hàng Quang trong mắt chợt lóe rồi hỏi Phụ nhân này dù cao lại dù gầy, có bộ tóc dài trắng xám nè, trên trán còn có một nút ruồi rất lớn nữa Cả người tỏa ra khí thức âm trầm, bộ dáng vô cùng đáng sợ luôn à, Đúng rồi, phụ nhân này trước lúc rời đi còn đánh thêm một chưởng nữa, khiến con ngất tại chỗ Sau đó cô được một nhóm tu sĩ đi ngang qua cứu tỉnh, đồ nhiên mới có thể trở về cầu cứu sư phụ đây nè Hai đại thiếu có vẻ rất phẫn hận nói ra còn đánh người một trưởng sao Người lại gần đây để di sư xem thử một chút Hàng lập nghe xong trong lòng khẽ động Khẽ vẫy tay về hướng hải đại thiếu Ờ dạ Hải đại thiếu nghe vậy thì trong lòng cả kinh Nhưng không nói hai lời lập tức tiến lên vài bước Quả nhiên như vậy Tâm cơ thật độc ác Thần niệm của hàng lập hướng về thể nội Của hải đại thiếu đảo qua Trên mặt hiện ra vẻ tức giận Sau đó cánh tay hắn vừa nhất Túm lấy tay của hải đại thiếu Tiếp theo từ đầu ngón tay bắn ra một vần thanh quang cuồn chú vào trong thân thể hải đại thiếu chốc lát sau một sợi tơ nhỏ màu đen bị thanh quan bao vây cưỡng ép từ bên trong thể nội của hải đại thiếu rồi lôi ra sợi hắc tơ này mới vừa rời thân thể hải đại thiếu thì lập tức liều mạng dãy dụa trong thanh quan thì ra là một loại quái trùng vô danh hải đại thiếu thấy cái này tự nhiên sắc mặt tái mét không khỏi vừa sợ vừa giận cái con mụ khốn nạn đó hạ độc thủ vậy với con vậy <laughs> Hơ, ngoại trừ nó thì còn cái gì đây đây là phụ tâm ti một loại yêu trùng tương đối hiếm thấy khi còn lão trứng thì nó to cỡ chiếc đũa thôi được tu sĩ tinh thông khu rừng chi đảo bắt về sau khi tế luyện thì thân thể từ từ trong suốt dần chỉ khi nào mà hóa thành vô ảnh mà mắt thường vô pháp nhìn thấy được thì mới tính là chân chính tế luyện đại thành dùng khu sử để đối địch vô sắc vô hình rất khó lòng phòng bị mà một khi bị cái trùng này chui vào bên trong cơ thể khi vào giờ ngọ nó sẽ phóng ra nhiệt độc công tâm người bị ký phụ trong khoảnh khắc có thể làm người ngã xuống mà mất mạng sau này muốn tra ngọn nguồn cũng rất khó con phụ tẩm thi này tuy rằng chưa luyện chế đại thành, nhưng đã hậu phí chí ít tâm huyết mấy trăm năm của chủ nhân nó. Dùng trên người một trung cấp luyện thể sĩ như ngươi thật đúng là dễ rắn thêm chân. Hàng lập hừ lạnh một tiếng, giải thích vài câu cho hải đại thiếu. Rốt cuộc là con mẹ già dạ kia muốn gì vậy? Nếu muốn dự khẩu sao không một trưởng trực tiếp đánh chết con luôn? Còn làm ra mê mê hoặc hoặc này làm gì vậy? Hải đại thiếu nhìn hắc ti trùng ở trong thanh quan, sắc mặt đại biến, nuốt một ngụm nước miếng, nhịn không được rồi hỏi. Thời điểm mà con mũ đã động thủ với ngươi á, ngươi có nói điều gì không vậy? Hàng Lập trầm mặt một lát, bỗng nhiên hỏi vu vơ một câu. Nói điều gì hả? À, con lúc đó có hôn một câu là chúng ta ở tại ngân tiên cung. Lẽ nào bởi câu nói này thôi mà cái mũ đó không dám trực tiếp hạ độc thủ? Hải đại thiếu nháy mắt, bộ dáng vô cùng kinh ngạc. Hẳn là vậy rồi. Bất quá là khi đó cái mũ đó không dám khẳng định lời của ngươi là thật hay là giả, nên mới dùng phụ tâm ti một lần, nếu như quá giờ ngọ đi qua yêu trụng không bị phát hiện á tự nhiên lập tức người sẽ bị xuyên tim mà chết sau đó nó mới sẽ trở về với chủ nhân nếu người thật sự quan hệ với hợp thể tu sĩ thì tự nhiên là vô pháp giấu giếm rồi một khi bị khu trục ra mụ cảm ứng đường thì sẽ có đề phòng thôi Vì phần gì sao mà không trực tiếp hạ độc thủ á tự nhiên là kiên kỵ chấp pháp tu sĩ của dạng bảo đại hội rồi bọn họ sẽ không hỏi đến tranh chấp ở trong âm thầm nhưng trực tiếp hạ độc thủ đối với người khác có trước mắt bao người chấp pháp tu sĩ tuyệt đối không quanh tay đứng nhìn đâu Hàng lập nhìn ti trùng màu đen ở trong thanh quan thản nhiên nói Hải đại thiếu nghe xong tự nhiên mới bừng tỉnh Mà đúng lúc này Hắc tơ trong thanh quan bỗng nhiên rung lên Ngoài thân lưu chuyển một hồi hát quan Ép một cái bắn ra khỏi thanh quan mà đi Khóe miệng của hàng lập khẽ động Một bàn tay vỗ một trảo vào hư không Một đạo cự lực vô hình ép tới Vù một tiếng hắc tơ vừa bắn đi như tên lập tức bị kéo trở lại Trên mặt của hàng lập không chút biểu tình Hai tay chả sát Một đạo ngân diễm bừng lên quay cuồng trong tay của hắn tức thời phụ tâm ti ở trong ngân diễm bị thiêu đốt biến thành tro tàn yêu trùng vốn cũng có mấy phần hỏa hầu nhưng tại sao có thể chống lại cái hỏa đạn thiêu đốt này được chứ cơ hồ cùng lúc khi ti trùng màu đen tiêu thất trong lòng một ngọn núi nhỏ bên ngoài cửu tiên sơn một lão phụ tóc dài xám trắng móng tay đen thui kỳ dị đang ngồi tĩnh tọa đột nhiên giật mình tỉnh lại sắc mặt của mụ chợt trắng bệch há miệng phun ra một ngụm máu huyết đỏ tươi tựa hồ nguyên khí đã hao tổn không nhẹ phu nhân nàng không sao chứ tại bên cạnh lão phụ còn ngồi một lão giả có hai hàng lông mày thu đen kinh hoàng hỏi hoảng cái gì mà hoảng chứ bất quá là một con phụ tầm ty bị người ta diệt sát mà thôi chỉ cần tĩnh tọa hai ngày sẽ không có vấn đề gì nữa đâu lão phụ nhân đi cắn răng một cái lạnh lùng nói à, không có việc gì là tốt rồi lão giả tuy rằng trong lòng biết rõ phụ tâm ty được phụ nhân bồi dưỡng cả nghìn năm sự tình bị diệt một con tuyệt không đơn giản vô sự nhưng thấy lão phụ nhân trừng mắt lão lại như chuột thấy mèo không dám nói thêm điều gì nữa như vậy lời nói của tiểu tử kia thật không là giá rồi Bọn chúng có quan hệ với một lão quái vật nên tiên cung Lão phụ nhân tự mình tự lẩm bẩm Đồng thời sắc mặt âm tình bất định Vậy hay là đem tiểu tử này thả ra đi Dù sao đối phương là hợp thế tu sĩ đó Bọn ta trêu trọng thì sẽ gây phiền toái lớn nữa nha Hát mi lão giả thì thào nói Thả cái gì mà thả chứ Người ta cùng lão niên kỹ cao vậy rồi Mới có danh nhi là nhi tử độc nhất thôi Chỉ cần đem bí thuật truyền thừa pháp khí của tên kia Truyền thụ sang thân thể danh nhi không những có thể thu được hết lực lượng truyền thừa đồng thời cũng có thể thu trọn vẹn bí thuật truyền thừa nữa ta đã xem qua nội thể của tiểu tử kia rồi là có truyền thừa một viên bảo châu phong ấn ở mặt ngoài huyền diệu dị thường có thể thấy được công pháp truyền thừa tuyệt không có nhỏ đâu Dành như thu được thì đường tu luyện về sau tuyệt đối vượt chúng ta nhiều nếu mà bỏ lỡ cái cơ hội này sao có tu sĩ cung cấp có được truyền thừa chứ giật cho nó chứ khuôn mặt lão phụ nhân có chút vặn vẹo tàn bạo nói nhưng mà phía sau hắn là hợp thể lão quái vật vô luận là thế nào hai lượng hư kỳ như chúng ta cũng không ứng phó nổi đâu bộ dáng của hắc mi lão giả có vẻ đã chột dạ <laughs> tiểu tử này bất quá chỉ là một gã trúc cơ kỳ tu sĩ thôi linh căn lại tầm thường vậy như vậy chắc chỉ có chút quan hệ mỏng với hợp thể lão quái thôi chúng ta chỉ cần đi tìm một chỗ vừa lớn vững chắc lão quái vật kia vì một gã trúc cơ kỳ tiểu tử làm khó chúng ta cũng không có dễ cũng lắm thì đến lúc đó lại thương lượng một phen Tận lực bồi thường cho đối phương là được rồi Lão phụ nhân tựa hồ sớm đã có cân nhắc Vô cùng lãnh tĩnh dị thường nói Ý của phụ nhân là tới tìm Hát mi lão giả dạ, Ý thức được điều gì Có chút giật mình hỏi Không sai Chớ quên ta cũng là họ lũng đó Lũng gia lão tổ là phụ thân thân sinh ra ta Chúng ta lập tức rời đi Bây giờ đến lũng gia ở ngân tiên cung một thời gian rồi nói vậy Phụ nhân thẳng nhiên nói nhưng mà căn cứ quy củ của lũng gia một khi nữ tử đã gả cho người ngoài sẽ không còn là người của lũng gia nữa bằng không những năm gần đây nhạc phụ đại nhân đối với nhà của chúng ta cũng mặc kệ không có đấu hoài gì tới hết trơn á phu nhân ta thấy việc này à, hay là thôi đi lão giả rõ ràng lý trí hơn mấy phần cười khổ khuyên bảo không sai lũng gia nữ tử chúng ta vốn vô pháp kích phát chân long chi huyết tự nhiên không được gia tộc quá coi trọng nhưng lão cháu quên danh nhi có lưu giữ huyết mạch lũng da đồng thời không phải hai ta đã kiểm tra bên trong cơ thể của nó có chân long chi huyết sao chứ tuy rằng mỏng manh nhưng chỉ cần đem cái việc này nói cho đại ca ta biết tin tưởng ngôn ấy sẽ không ngồi yên mà không quản đến đâu phụ nhân cắn răng một cái rồi nói phụ nhân không phải hai ta đã nói rồi không đem sự tình của chân long chi huyết của danh nhi nói cho người của lũng da sao chứ hiện nàng lại cải biến chủ ý sao Hát mi lão giả nghe lão phụ nhân nói như thế Sắc mặt không khỏi khó coi ta biết rõ phu quân nhất tâm muốn danh như truyền thừa hương hỏa của lý gia các ngươi không muốn cho nó trở về lũng gia nhưng bây giờ không phải tình huống có biến hay sao chứ nếu không dùng thủ đoạn này thì thọ nguyên danh nghi bất quá chỉ được mấy trăm năm mà thôi lão thực sự nhẫn tâm vậy sao phụ nhân trầm mặc một hồi lâu mới lạnh lùng nói ra ta Tà... Môi lão giả mấp mấy vài cái nhưng cuối cùng cũng không nói ra được rồi, việc này cũng không phải hết cách đâu Sự tình liên quan đến tiểu tử kia trước tiên chưa cần nhắc tới trước mặt đại ca Nếu là hợp thể lão quái không tìm tới cửa Thì tiểu tử này căn bản không có quan trọng gì Chúng ta sau khi dạng bảo đại hội kết thúc Lặng lẽ rời khỏi đây Như vậy danh nhi sẽ không rời xa hai người chúng ta Lão phụ nhân thấy vẻ mặt cùng bộ dáng lão giả ủy oải Có chút không đành lòng mở miệng an ủi vài câu Phu nhân hạ tất phải gạt ta chứ, Danh nhi kích phát chân long chi huyết, sao có thể giấu giếm được con mắt của đại ca nàng chứ? Lão giả lắc cái đầu rồi nói Nghe lời của lão giả da mặt của lão phụ nhân coi trúng vài cái Nhưng thời á khẩu không trả lời được Thôi được rồi Tất cả cứ như phụ nhân nói mà đi làm đi Vì tương lai danh nhi trở về lũng gia cũng được vậy Danh nhi của chân lòng chi huyết Địa vị ở lũng gia so với hai ta sẽ hơn gấp trăm lần vậy Thần sắc lão giả biến hóa một lát Bỗng nhiên cắn răng nói ra Phú quán à điều này tuyệt đối chính xác đó nghe theo ta được biết á một đời lúng da kích phát chân lông chi huyết cũng không có nhiều danh như trở về khẳng định được các lão đại coi trọng đó nghe lão phụ nhân nghe mà mừng rỡ đã có quyết định hai người lập tức chia nhau hành sự lão phụ nhân bước nhanh như bay trong khoảnh khắc thông qua một hành lang vào trong một căn phòng rất mộc mạc ở trong gian nhà này có một gã thanh niên mặc áo bầu trắng sắc mặt xanh xao vàng vọt đang ngồi bên cạnh một cái bàn đá tập trung tinh thần xem một quyển sách màu bạc rực rỡ mẫu thân sao người lại đến đây vừa thấy lão phụ nhân tới thanh niên lập tức buông quyển sách xuống vẻ mặt mỉm cười rồi nói dánh ngươi nè lập tức thu hành trang lại chúng ta sẽ đi tới lũng gia ở ngân tiên cung lão phụ nhân đối diện thanh niên thì vẻ mặt âm trầm lập tức chuyển thành yêu thương lũng gia phụ mẫu bắt người nội về thật là có chút vướng bận đó thanh niên nghe vậy nhướng mày có chút bất đắc dĩ nói Sao vậy? Con cũng biết cái việc này rồi hả? Lão phụ nhân có chút ngạc nhiên mở miệng. Mẫu thân ngươi đã quên rồi, tuy rằng pháp lực của con không cao, nhưng đã kích phát chân long chi huyết, nên cũng có được một chút thiên nhĩ thần thông. Tuy rằng không rời quá động phủ, nhưng các người nói chuyện mơ hồ nghe được một chút. Thanh niên nở nụ cười rồi nói. Thì ra là vậy, bất quá trình như yên tâm đi, vô luận như thế nào, ta và phụ thân sẽ đem truyền thừa pháp khí của tiểu tử nọ bình yên chuyển qua cơ thể của con, khi đó không chỉ ác tật của con có thể khỏi hẳn nữa mà có thể mượn cổ linh lực truyền thừa đột phá bình cảnh rất có thể con sẽ kết thành kim đan về phần lão gia hỏa phía sau tiểu tử kia chỉ cần chúng ta tới lũng gia hắn tuyệt đối không dám tìm tới cửa đâu lão phu nhân trấn an nói năm đó thiên kính tiên sinh nói rằng cách trị hết ác tật ở trong cơ thể con là dùng truyền thừa chi vật phụ mẫu hai người một mực tìm kiếm tu sĩ có được truyền thừa pháp khí mà còn chưa mở phong ấn nữa khi đó con có dự cảm sẽ phiền toái không nhỏ với chúng ta Bây giờ tìm được một người như vậy rồi Cho dù con có khuyên thế nào Chỉ e là mẫu thân cũng không dễ buông tay rồi Thanh niên trầm mặt một lát Khẽ thở dài một hơi Con nói cái gì vậy hả Ta và phụ thân của con mắt thấy không chịu nổi Đại thiên kiếp tiếp theo Lúc đó mới hạ quyết tâm giấc giả của được cốt nhục là con Nói ra sao thì ta quyết không thể để cho người tóc bạc Đưa tỷ người đầu xanh chỉ cần người nọ không phải là tam hoàng hoặc bảy đại yêu dương có đại cừu cùng tổ phụ tuyệt đối sẽ có bảo đảm bình yên cho con huống hồ bây giờ con đã kích phát chân long chi huyết rồi cũng tính là trở thành đệ tử của lũng gia hả? nếu là lũng gia không che chở cho con ha? thì con được xứng là cái gì mà chân linh đệ nhất thế gia nữa chứ sắc mặt của lão phụ nhân trở nên có chút âm trầm trong giọng nói mơ hồ có chút oán hận được rồi nếu mẫu thân đã hạ quyết tâm vậy rồi thì chúng ta nên lập tức đi ngay thôi nó không chừng hợp thể lão quái kia sẽ nhanh chóng truy tới nơi này đó thanh niên lắc đầu nhưng bỗng nhiên ngữ khí chuyển thành đốc thúc không có khả năng đâu trước đó ta đã tỉ mỉ kiểm tra qua thân thể tiểu tử kia rồi không thấy có ấn ký lưu lại trong người của hắn lão phụ nhân nghe vậy lấy làm kinh hãi có chút nửa tin nửa ngờ mẫu thân à người không phải là hợp thể tu sĩ theo con được biết á hợp thể tu sĩ ít nhất có ba bốn phương pháp có thể hạ tiêu ký thần niệm dễ dàng giấu được sự dò xét thần niệm của luyện hư kỳ tu sĩ nữa kìa mấy năm nay tôi con không còn tu luyện pháp lực nhưng xem qua nhiều công pháp điển tịch cũng không phải uổng phí đâu thanh niên cười khổ một tiếng rồi nói Danh Nhi, con nói cũng có lý đó, chúng ta không cần thu thập gì nữa mà nên đi ngay thôi, phụ thân con đã đi mang tiểu tử theo. Phụ nhân biến sắc có chút khẩn trương, cùng lúc đó tại trong một gian mật thất khác, hát mi lão giả nhìn một người đang lặng lặng nằm bất động trên mặt đất, thần sắc có chút phức tạp. Tiểu đạo sĩ nè, ngươi đừng trách phu phụ chúng ta thủ đoạn độc ác à muốn Danh Nhi có thể khỏi hẳn bệnh cũng chỉ còn truyền thừa bảo vật trong cơ thể của ngươi thôi, mà sau này ngươi không có truyền thừa chi vật căn cơ toàn bộ sẽ bị phế sống không bằng chết đến lúc đó lão phụ sẽ tẩy người bình yên ra đi không chút đau đớn vậy lão giả thì thào nói vẻ mặt trở nên vô cùng dữ tợn mà người trên mặt đất chính là tiểu đạo sĩ khí linh tử nhưng không biết bị hai người lão phụ động tay chân kiểu gì mà hắn đang hôn mê bất tỉnh hát mi lão giả bỗng nhiên lật tay giữa ngón tay chợt lóe hắc quang một tấm phù lục đen kịch như mực thoáng cái hiện ra cổ tay lão giả rung lên phù lục lập tức hóa thành một đạo sáng màu xám mờ ảo quỷ dị chớp động một cái đã lặn vào trong thân thể khí linh tử tiếp theo lão giả há miệng phun ra một đoàn hắc khí bên trong mơ hồ có một quả chuông đồng màu xanh chuyển động quay tròn hắc mi lão giả nhấc tay khẽ gặp một ngón tay lại đinh đang một tiếng vang nhỏ trong chuông đồng truyền ra tiếng vang cùng hắc khí tức thời một màn quỷ dị xuất hiện thân thể khí linh tử đang nằm ở trên mặt đất trung chuyển sau đó tự vặn mình đứng lên từ mặt đất hai mắt nhắm chặt vẫn đối diện lão giả lúc này trên mặt tiểu đạo sĩ không chút biểu tình dường như là một kiện khôi lỗi lão giả lẩm bẩm trong miệng trong tay một đạo liên tiếp bắn ra các đạo pháp quyết chuông đồng màu xanh nhất thời phát ra âm thanh thanh minh dài ngắn không đồng nhất nghe như tiếng chuông bình thường nhưng khi vừa lọt vào tay thì khí linh tử chậm rãi mở mắt ra ánh mắt của hắn đầu tiên là một vùng mờ mịt nhưng dần trở nên có chút sáng rõ chỉ là nét mặt vẫn không chút biểu tình hắc mi lão giả thấy tình cảnh này không khỏi thở dài một hơi nhấc tay một trảo đem cái chuông đồng thu vào trong tay áo không nói hai lời xoay người liền đi tiếng chuông mơ hồ từ trong tay áo lão truyền ra cước bộ khí linh tử khẽ động theo sát lão giả không rời đi ra ngoài trong chốc lát sau hai đạo kinh hồng một đen một xám từ trong ngọn núi nhỏ bay lên không trung lượng một chút thì nằm phương hướng cửu tiên sơn bắn nhanh mà đi trong hai đạo động quan đều có thanh niên gầy gò cùng khí linh tử chớp động mấy cái hai đạo kinh hồng đã tiêu thất vô tung vô ảnh tại phương trời xa cơ hồ thời gian một bữa cơm một đạo thanh hồng không chút bắt mắt từ một phương hướng khác bắn nhanh đến ngọn núi nhỏ quang hoa vụt tắt trên bầu trời hiện ra hai nam tử một người thì khuôn mặt tuấn mỹ dị thường người còn lại thì có diện mạo không chút thu hút nào chính là hai người hải đại thiếu cùng hàng lập không còn ở đây sao Thần niệm của Hàng Lập như gió cuốn mây bay đảo qua ngọn núi nhỏ phía dưới, có chút ngoài ý muốn nói. Cái gì? Bọn họ đã đem sư đại đến địa phương khác rồi. Sư Tông à, cậu có biện pháp truy tung theo không vậy? Hải Đại Thiếu vừa nghe lời của Hàng Lập thì có chút khẩn trương hỏi. Yên tâm đi, tuy rằng thần niệm ấn ký mà ta đặt vào trong cơ thể của ngươi cùng khí linh tử thì cực kỳ yếu ớt. Nhưng cách mỗi một đoạn thời gian á, sẽ có một lần phản ứng cường liệt, khi đó sẽ biết rõ bọn họ ở đâu thôi. Hàng Lập bình tĩnh dị thường nói, À, thật là mấy quá, à, món quán người này thật đúng là to gan lớn mật đó nha Dám trồng dạng bảo đại hội công khai làm ra cái sự tỉnh bắt người này nữa Những chấp pháp tu sĩ là mặc kệ vậy sao Thần sát hại đại thiếu đầu tiên là buông lỏng Nhưng tiếp theo lại có chút tức giận bất bình <laughs> Nếu là tu sĩ bình thường Làm chuyện này tự nhiên sẽ có chấp pháp tu sĩ ngăn cản rồi Nhưng nếu là tồn tại luyện hư trở lên Bọn họ hơn phần nữa sẽ tỉ mỉ cân nhắc thôi Nếu là hợp thể kỳ tồn tại Thì chấp pháp tu sĩ thấy cũng như không thôi Không xoay người rời đi mới là lạ đó Hàng Lập cười nhạt một tiếng Lẽ nào cái lão phụ nhân kia là hợp thể tu sĩ Hải đại thiếu vừa nghe lời này sắc mặt biến đổi Hợp thể tu sĩ hả Không có khả năng đâu Bằng không thì phải tránh đi làm gì chứ Hàng Lập lắc đầu Ồ điều này cũng đúng Hải đại thiếu đồng ý gật đầu Hai người dừng lại ở không trung hơn nửa canh giờ Bỗng nhiên hai hàng lông mày của Hàng Lập nháy động Tìm được rồi Hướng cửu tiên sân Chúng ta đi thôi vừa dứt lời hàng lập không đợi sắc mặt của hải đại thiếu hiển lộ vẻ vui mừng thân hình quay tròn phút chốc một đạo sáng màu xanh hiện ra bao phủ thân hình hai người lại một đạo thanh hồng lại lần nữa hiện lên cũng hướng về cửu tiên sơn bắn nhanh đi ba canh giờ sau thân ảnh của hai người hàng lập cùng hải đại thiếu lặng yên xuất hiện trước một cung điện xanh vàng rực rỡ rất lớn ở trên bầu trời cung điện này chia làm 10 tầng chính là một trong chín tòa ngân tiên cung hàng lập nhíu mày nhìn tầng một cung điện ánh mắt âm trầm dị thường sư tôn à không có tính sai chứ khí linh tử thực sự được đưa tới nơi này hả vẻ mặt của hải đại thiếu có chút trắng bệch có chút khó khăn hỏi hiển nhiên hắn rõ ràng nếu khí linh tử xuất hiện ở đây thì mang ý nghĩa gì không sai đâu với cửa ly gần vậy chút cấm chế che đậy này căn bản là vô pháp ngăn cản cảm ứng của ta ánh mắt của hàn lập chợt lóe lẽ nào lão phụ nọ thực sự là hợp thể tu sĩ sao nhưng nếu làm vậy thì vì sao khi nãy sư đệ lại xuất hiện tại bên ngoài cửu tiên sơn chứ hải đại thiếu thì thào nói đơn giản thôi một là lão phụ này thực sự là một hợp thể tu sĩ động phủ ngoài cửu tiên sơn chỉ là lâm thời thôi chuyên môn dùng để làm một số sự tình bí ẩn không muốn người biết thôi hoặc là mụ này có quan hệ sâu xa với một hợp thể tu sĩ ở đây cố ý tới đây là muốn dùng tìm chỗ dựa vững chắc dùng điều này để hù dọa khiến cho chúng ta rút lui Hàng Lập thản nhiên nói: ờ, "Vậy sư Tôn quyết định như thế nào?" Hải đại thiếu chần chờ một lúc sau mới thấp giọng hỏi một câu: "Ngươi đi xuống trước đi, tìm một người hỏi thăm chủ nhân tầng thứ 9 rồi nói tiếp vậy." Hàng Lập phân phó một câu. "Ờ dạ, Tôn mệnh sư Tôn." Hải đại thiếu vừa nghe lời này của Hàng Lập không khỏi tinh thần rung lên, vội vàng kính cẩn đáp ứng. "Ta đưa ngươi đi xuống, ngươi phải tìm hiểu rõ ràng được quay về ngọn núi nhỏ đằng kia tìm ta, ta chờ ngươi tại nơi đó." đó. Hàng Lập lại dặn thêm một câu, tay áo rung lên, nhất thời một đạo thanh quang đem Hải Đại thiếu bao lại, trực tiếp đưa xuống mặt đất. Mà hắn thì biến đổi phương hướng, hướng một đỉnh núi nhỏ cách nơi này hơn 10 dặm bay đi. Cửu Thiên Sơn là do chính tòa cự phong hợp thành, nhưng tự nhiên trong cả tòa sơn mạch này còn có một số đỉnh núi vô danh bình thường. Hai chân Hải Đại thiếu thì vừa hạ xuống đất thì hướng về Ngân Tiên cung nhìn lướt qua, nhưng không lập tức tiến tới mà là hít sâu một hơi rồi hướng về nơi náo nhiệt gần nhất mà đi. Với tính tình của Hải Đại Thiếu lanh lẹ từ trước đến nay, ở nơi phường thị đông đảo người tụ tập, không cần bao lâu đã hỏi thăm được thân phận chủ nhân tầng chính của Ngân Tiên Cung. Lúc này hắn hít vào một hơi, nhưng mặt ngoài không lộ chút dị sắc nào, nhanh chóng về gặp Hàng Lập. Hết tập 318, hơi ngắn tí xíu, mong mọi người thông cảm nha. Hẹn gặp mọi người ở 2-3 ngày sau nha.